Em vừa mua được con 49 này anh em ạ. Vừa mua được con Civic biển 49 anh em nhé. Vừa mua xong, chưa kịp dọn dẹp một tí xíu nào luôn. Anh chủ giới thiệu cho anh em chiếc Honda Civic sản xuất năm 2009, mang tên tư nhân một chủ từ mới, biển Hà Nội 30T0349. Trời ơi, đọc cái biển là đã thấy ghét rồi anh em ạ, ghét rồi. Nhưng được cái xe rất là đẹp ạ, xe rất là đẹp. Vừa mua xong còn rất là mộc, còn những cái vết xước quanh xe anh em nhìn này. Rất là mộc luôn. Xe mang nước sơn màu ghi xám, biển số ở thủ đô Hà Nội. Đuôi 49 đây nha, 30T0349. Xe thì rất là đẹp nhưng cái biển thì xấu vãi. Giới thiệu anh em một chiếc Honda Civic số sàn anh em nhá. Số sàn 2009, mang tên tư nhân một chủ, biển thì xấu vãi đái. 30T0349. Nhưng chắc là chả sao anh em nhỉ, bởi vì biển 4 số này về anh em nào cũng phải rút hồ sơ thôi. Cũng phải rút hồ sơ hết. Đấy, thì hôm nay giới thiệu anh em này, em vừa mới mua được xong. Đấy, xe rất là mộc luôn. Còn rất là nhiều cái điểm nó xấu ấy, rất là nhiều điểm xấu. Nhưng mà tuy nhiên là cái chất xe thì rất là ok. 2009 nhưng mà chủ xe giữ gìn, sạch sẽ, nội thất rất là sạch, keo chỉ zin, máy này vẫn còn zin. Thế mới sướng như mà xe không taxi dịch vụ anh em nhé, không taxi dịch vụ. Thường thường mà anh em đi những chiếc Honda Civic anh em hay mua phải những chiếc xe dịch vụ taxi, nhưng chiếc xe này thì không taxi dịch vụ một ngày nào cả. Xe rất là đẹp, form dáng cực kỳ cân đối, anh em có thể nhìn thấy không? 4 quả lốp lại mới tinh, 4 quả lốp Michelin mới tinh anh em thấy không? Lốp mít rất là mới. Và vành na răng đúc này là vành na đúc lên, như cái bản Civic này nó là vành sắt anh em, sắt. Vành này là vành người ta đúc thôi. Đấy, sơn xi thì còn rất là nhiều điểm xấu mà về vẫn phải dọn dẹp làm thêm. Đấy, ví dụ như cái phần này này à, nó bị bong cái lớp dầu bóng này. Đấy, trồng nó lộ ra màu sơn này, anh em thấy không ạ? Đấy, rất là buồn cười, nhìn rất là buồn cười. Lốp dép thì đẹp, dép đẹp vãi. Nội thất cũng rất là đẹp anh em nhé. Nội thất chiếc này thì không chê được một cái gì cả anh em. Đấy, anh em nhìn này, chủ xe cực kỳ giữ gìn nội thất sạch tinh. Đây em chưa dọn một chút nào, vừa mới rửa qua một chút thì bảo thôi ra quay luôn cái chiếc này để anh em vượt qua em tí này. Đấy, thật điểm căng, rất là đẹp, da xịn. Đấy, cách bộc dế rất là ok. Nói chung bác nào mà yêu chiếc này là đến mua là được việc này. Anh em nhìn đấy, 2009 nhưng mà cái khóe vô lăng của nó vẫn còn nguyên, nó chỉ hơi bật một chút ở đây thôi, hơi bật chút thôi, còn lại những phần dưới ở phần tím còi nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái mặt táp lô. Đấy, sạch sẽ và tươi mới, chứ nó không bị ố. Ôi, nhìn đến cái trần nữa thì anh em vãi đái luôn. Trần nó sạch tinh, trần nỉ nguyên bản sạch tinh, không một vết bẩn luôn anh em. Không một vết bẩn luôn. Đấy, chất xe không taxi dịch vụ anh em nhé. Đây anh em nhìn cái tapi này thì biết là em chưa dọn gì, mà chưa đánh rửa gì mà nó đã sạch tinh như tapi cánh cửa của 2009 này. Vãi trưởng luôn. Đấy, toàn bộ hệ thống keo chỉ là không mất một phần nào nha anh em nha. Keo chỉ zin hết toàn tập. Đấy, còn những cái vết xước xước thì em cũng đã có quay sơ bộ cho anh em đấy. Đây, nội thất rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Xe không khoan đục taxi nha anh em nhìn đấy. Không có cái lỗ khoan nào và cũng không ai bịt vào cả. Bình thường anh em đi mua xe taxi là người ta hay khoan lỗ ở đây, sau đó là người ta dọn dẹp xong ta sẽ bịp lại. Nhưng cái này anh em nhìn nhá, tất cả cái vân của nó còn nguyên bản hết 100%. Đấy, không có hiện tượng khoan đục gì cả. Và tapi của nó rất là sạch, rất là sạch luôn. Đây, toàn bộ hệ thống gân gờ nó đây nhá, cực đẹp. Có thể nói là một chiếc Civic 2009 đẹp xuất sắc ấy. Đấy, toàn bộ ốc vẫn còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất anh em thấy không? Vẫn nguyên vạch sơn nhà sản xuất, zin hết 100%. Đấy, ngồi ở từ phía sau quay lên phía trước anh em quan sát. Táp lô của nó rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Được cái bác chủ này đi rất là giữ gìn anh em nhìn trần này, trần lỉ này. Khá là ok. Thank you.
Chỉ biết là cam kết với anh em là nó zin mà nó rất là sạch đẹp thôi. Chứ bây giờ không biết là tả nào cho nó hết cái nét đẹp của xe cả anh em ạ. Nói nhiều câu đẹp quá nên video nó thấy nó cứ sai sai. Đó, anh em nhìn đó, keo chỉ này, keo chỉ mép gấp mối lối rồi, những cái lỗ kỹ thuật của nó đều còn nguyên bản hết, đều còn nguyên bản hết. Và xe chạy rất là chất anh em, rất là chất. Lốp còn mới trong đăng kiểm và đến tháng 11 năm 2022 cũng còn khoảng hơn tháng đấy. Xe thì phong dáng rất là chuẩn, rất là chuẩn. Có tí vừa mua xong thì nó có vài cái vết xước, cái này phải cho đi sơn xi lại nhỉ? Cái phần nhựa và sông trước này. Con này sơn trước chủ họ sơn hơi bị nhiều màu, hơi bị lệch. Đấy, bác nào mà yêu chiếc xe này với cái giá khá là ok, để nguyên này em bán giá rất là hấp dẫn cho anh em. Anh em về dọn dẹp thêm, về dọn dẹp thêm làm theo ý mình để đi thì sẽ sướng hơn. Máy còn zin anh ạ, đây em quay luôn khoang máy cho anh em xem nhá, máy zin lắm. Bây giờ tay mở chuyên bán tải quen rồi, lúc mở sang cái này khó khăn nhỉ. Đây là 2009 nha anh em, nhìn này, khoang máy này cực kỳ sáng bóng và sạch sẽ luôn, máy zin từng con ốc anh em thấy không ạ? Đấy, đây là em vừa mua xong không làm hàng đâu anh em nhé, không làm hàng em thật luôn đấy, thật luôn. Máy zin hay không thì anh em nhìn đây, là nếu anh em có con mắt nghề một chút là nhìn là thấy mà. Ốc capo vẫn còn nguyên bản chưa ra này, toàn bộ hệ thống keo chỉ cabo cũng zin 100%. Tem mác của nhà sản xuất vẫn còn zin. Chạy sướng lắm ạ, Civic này chạy vừa tiết kiệm nhiên liệu mà vừa chạy rất là bốc và khỏe. Em đang chạy bán tải quen rồi, lúc chạy sang cái này máy lổ, cứ tưởng là máy chưa lổ. Đây là toàn bộ credit phía sau thì anh em quan sát thấy những cái mép gấp rồi gân gờ mối lối là đều còn chuẩn chỉ hết của nhà sản xuất anh em nhé. Đây cả hai bên không có bị đâm đụng gì cả. Đấy, có va quẹt chút thì không thể tránh được. Khoang đít của nó, khoang cốp nó cũng rất là sạch sẽ. Chứ không phải xe taxi không bẩn biếc gì cả đâu anh em ạ. Nhìn những cái lỉ này sạch tinh. Đó. Bên trong toàn bộ hệ thống còn rất là ổn ấy. Cái xốp nguyên của nhà sản xuất này là vẫn còn nguyên này. Lốp sơ cua, hệ thống kích lốp, hệ thống tháo công lốp đầy đủ hết. Ở dưới này còn dán cả 3M rồi anh em đi nó đỡ ồn. Lốp sơ cua. Nói chung tổng thành một chiếc xe thì khá là ổn. So với đời 2009 thì chiếc này rất là ok. Bác nào mua về đi hoặc là tặng bố vợ thì hoàn toàn có thể yên tâm. Hoàn toàn có thể yên tâm là chiếc này anh em mua tặng bố vợ là bố vợ gả luôn con gái cho. Mà nếu mà đã chót lấy vợ rồi thì tặng bố vợ thì kiểu gì bố vợ cũng phải mời cho bữa rượu thật ngon. Vâng, thì em vừa mới mua xong chiếc này, nói thật với anh em là chả biết tả cái gì cả, chả biết tả cái gì cả. Chỉ biết nói là đây là một chiếc xe còn chất đấy, còn chất. Còn đẹp hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái con mắt mỗi người. Nhưng mà với bản thân em ấy, thì một chiếc đời 2009 như thế này là ok rồi nhá. Chứ nhiều chiếc cả nó xấu lắm. Nhưng mà chiếc này rất là ổn đấy nhá, rất là ổn. Và anh em nào mua thì với giá rất là yêu, giá cực kỳ yêu luôn. So với giá thị trường anh em phải rẻ hơn được khoảng ít nhất phải đôi chục triệu. Thề với anh em luôn. Tổ sư nào nói phét. Đấy, bác nào yêu thì có thể liên hệ ngay với em Quân Ô Tô qua số 0364763888. Thì em sẽ tả chi tiết về cái chiếc xe này và anh em đến mua xe thì em sẽ nói giá chính xác hơn. Còn nếu bác nào cần cái giá đẹp nữa thì phải để em dọn dẹp xong thì em sẽ báo giá luôn. Và bác nào mua luôn như này thì em sẽ bán giá rất là rẻ. Bác nào về chỉ việc chạy thôi, chạy dịch vụ con này thì tiết kiệm lắm anh em nhé, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, rất là chất. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô có mua được một chiếc Honda Civic và bán giá rất là yêu. Nếu anh em nào ok thì hãy liên hệ ngay cho em nhá.